Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kirei và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Thì trong cái clip này mình xin chia sẻ một vài thông tin cũng như là một vài hình ảnh về cái bộ phim hoạt hình Mini World này ha. Và đó là nội dung thứ nhất, còn nội dung thứ hai thì mình sẽ xin chia sẻ một vài thông tin mà các bạn đang thắc mắc với mình về cái phiên bản mới sinh tồn mới này nhá. Tại vì mình sợ là các bạn khi mà giả sử Việt Nam có cập nhật đấy thì các bạn cũng sẽ bị đỡ bỡ ngỡ hơn. À mà quay trở lại với bộ phim á, thì không biết là các bạn có hứng thú với phim hoạt hình Mini World không? Nếu mà giả sử mà nó ra và không bị liên quan đến bản quyền các thứ thì mình sẽ thử dịch ra và cho anh em coi trải nghiệm ha. Thì đó là ý tưởng của mình ha. Nếu mà các bạn thích thì hãy bấm cho mình một like video này để mình biết rằng là các bạn đồng ý về cái việc mà chúng mình sẽ dịch ra cho các bạn coi trải nghiệm ha. Thì cái bộ phim này nó sẽ được phát hành vào năm 2021 ha, tức là năm nay này các bạn, nhưng mà nó chưa nói là tháng nào. Tức là chưa có nha mọi người. Mọi người đừng có bảo rằng là dịch luôn, tại vì bây giờ phim chưa có đâu, họ chỉ mới giới thiệu và hé lộ một vài hình ảnh thôi. Thì bộ phim này nó có tên là Bảo vệ thế giới Mini World các bạn ạ. Nghe nó kiểu, nói chung là cái này thì nó cũng dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt thôi, nên là nó không có vần lắm. Mình nghĩ thì cái nội dung thì nó là xem như vậy. Thì cái bộ phim này họ cũng ghi luôn đó là dành cho độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi, nhưng mà chắc là trong này anh em là cũng dưới 8 tuổi nhiều nhỉ. Mình nghĩ vậy. Chắc là mình sẽ tóm tắt sơ sơ một vài nội dung chính về bộ phim này nha các bạn. À quên mất, bộ phim này có khoảng đến 26 tập nha các bạn. Tức là đây là một bộ phim bộ dài. Thời lượng của nó mỗi tập á, là khoảng tầm 13 phút thôi, nhưng mà nó có đến tận 26 tập. Thì nói chung là cuộc phiêu lưu hành trình mà. Thì trong cái bộ phim này á, các nhân vật chính á, là những cái nhân vật mà trong game Mini World luôn. Thì cũng đúng mà, cái phim này làm về như Mini World mà. Về các nhân vật trong phim hoạt hình á, thì nó cũng đã thể hiện rõ luôn trong cái tấm poster này. Cũng như các bạn đã thấy á, trước mặt của chúng ta là Nini và Kaka. Kaka là bạn đứng bên trái và Nini là bạn nữ đứng bên phải ở giữa tấm hình các bạn ạ. Thay vào đó nữa là chúng ta sẽ có an tù trưởng trong game thì nhìn rất là đô con, nhưng mà mình không hiểu sao là lên phim là bụng hơi phệ đây, chắc là do ăn hơi nhiều mỡ heo nên là ngồi lười hoạt động các bạn. Và chúng ta có cả tù trưởng phu nhân, thì đây là một gia đình các bạn. Một gia đình, mình không chắc là Kaka với Nini là anh em nhé, tại vì trong cái nội dung nó họ ghi thì là kiểu như là bạn, mình không hiểu lắm, nhưng mà mình nghĩ chắc là vẫn là anh em hơn, tại vì là gia đình mà. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng là có thêm một bé gấu bom ở trên lưng anh tù trưởng nữa. Bé gấu bom này là trong game thì mình thấy rằng là cũng hơi to hơi đô, nói chung mặt hơi hung dữ, mà không hiểu sao là vào phim là cute thế nhở. Thì đó là những nhân vật chính trong phim ha. Thì xem vào đó thì cũng có một vài nhân vật phụ nữa, thì mình cũng có một vài hình ảnh luôn. Chúng ta sẽ có gọi là ăn bọ hung đánh đàn, kinh nấm đánh trống và đom đóm thổi kèn các bạn ạ. Trông khá là dị nhưng mà cũng dễ thương đấy. Quay trở lại với nội dung thì đây là một bộ phim hoạt hình về phiêu lưu, nên là Kaka sẽ là nhân vật chính trong cái cuộc phiêu lưu này các bạn ạ. Câu chuyện kể về một chàng trai trong bộ lạc có tên là Kaka. Bằng một lý do nào đó, anh bị sức mạnh tà ác phong ấn vào cơ thể mình. Và để giải trừ phong ấn ấy, cuộc phiêu lưu đến thế giới ngầm của Kaka bắt đầu từ đó. Trên đường đi thám hiểm, Kaka và Nini đã vượt qua muôn màn khó khăn và thử thách đầy chông gai. Họ phải băng qua những khu rừng đầy ẩm ướt và thú dữ, vượt qua những ngọn núi đầy hiểm trở và chông gai. Kẻ đứng sau tất cả các kế hoạch xấu xa và âm mưu phá hoại thế giới, trong đó có phong ấn tà ác lên cơ thể của Kaka, đó chính là người lòng đất. Để bảo vệ bộ lạc cũng như là giải cứu thế giới thì Kaka và Nini đã bắt tay vào hành trình ngăn cản kẻ xấu người lòng đất. Thì đây là nội dung tổng thể chính của bộ phim này nha các bạn. Bộ phim này thì họ sử dụng cách thể hiện rất là thoải mái và hài hước dí dỏm ha, bởi vì đây là bộ phim dành cho thiếu nhi nên là nó chủ yếu mang tính là vui tươi thôi, nó không đến nỗi là ghê rợn đâu các bạn ạ. Thì đây là toàn bộ những thông tin mà mình đã tìm kiếm được ở phía bên Trung Quốc và chia sẻ đến cho mọi người hết rồi ha. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Không biết là các bạn có đón chờ bộ phim này không? Thực ra thì bộ phim này sẽ khó là tìm đấy, tại vì nó được chiếu trên web và phải tạo tài khoản hoặc là mua cái gì đấy mới được coi, nên là cũng hơi khó khăn. Chắc là bây giờ thì mình cũng sẽ đổi sang nội dung thứ hai, đó chính là giải đáp những cái thắc mắc cũng như là chia sẻ một vài thông tin về cái phiên bản sinh tồn mới này ha, để cho anh em đỡ bỡ ngỡ về khi mà nó cập nhật đến. À quên mất, hôm qua thì Mini World vừa mới hé lộ thêm một thông tin nữa về phiên bản cập nhật tháng 6 này, đó chính là lộ hình ảnh giao diện ha các bạn. Về giao diện Mini World avatar các thứ thì nó sẽ đơn giản hóa đi, nó không có cầu kỳ, nó không có khó nhìn nữa, mọi thứ nó đều cơ bản các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy rằng là giao diện rất là rõ ràng luôn. Cũng như các bạn đã biết thì bây giờ ở phiên bản sinh tồn mới này, chúng ta đánh quái nó sẽ không rơi ra kinh nghiệm nữa, mà nó sẽ rơi thẳng vào người luôn. Thay vì là nó sẽ rơi những cái hạt kinh nghiệm nhỏ, nhưng mà bây giờ là cứ thẳng vào người luôn các bạn ạ, nên là không có tranh giành nhau được nữa. Nhưng mà sẽ có nhiều bạn hỏi rằng là anh ơi, vậy thì những cái pháo đốt sao kinh nghiệm ấy, thì khi mà nó có rơi thẳng ra không, hay là nó vào thẳng kinh nghiệm của người dùng luôn? Thì thực ra là những cái pháo kinh nghiệm đó các bạn, thì sau khi chúng ta bắn lên trên trời nó sẽ vẫn rơi như bình thường nhá, và chúng ta sẽ vẫn phải đi lượm.
nó không có giống như là kiểu như là đánh quái mà được kinh nghiệm như vậy đâu. Thêm một thông tin nữa về phiên bản này, đó chính là nếu mà các bạn trồng dưa cũng như là trồng bí các thứ, dùng ngô các thứ thì hình ảnh nó cũng đã thay đổi, nó không còn là một bên là cây một bên là quả nữa, mà nó sẽ đè lên cái cây luôn. Mình sẽ thử cho các bạn coi ha. Đây ví dụ như đây là hai quả dưa quả quả bí đây, thì quả ngô nhầm đấy, thì khi mà mình cho nó phát triển thì nó sẽ đè lên thẳng cái cây nha các bạn. Và khi mà các bạn thu hoạch đấy thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ ra cái cây mầm luôn. Đó, sau đó chúng ta tiếp tục trồng các bạn ạ. À, chúng ta sẽ tiếp tục cho nó phát triển lên. Thì nó chỉ sử dụng một ô thôi, không phải là hai ô như bình thường nữa. Và bây giờ cái việc mà loại bỏ một cái cây nó cũng khá là tốn thời gian các bạn ạ. À, nó không thể đập bụp phát là đi luôn. Đấy, mình sẽ trồng quả bí này. Đấy, nó đẻ lên hết luôn các bạn ạ. À, khá là hay. Đợt trước thì mình có làm top về những cái vật phẩm mà vô dụng nhất, thì có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, vậy thì làm sao mà lấy được cái lông dê lông cừu hả anh? Thì thực ra là con cừu bây giờ các bạn nó sẽ không có rơi ra lông nữa, và chúng ta cũng không có khái niệm là lông dê hay là lông cừu gì hết, chúng ta chỉ có bông thôi, và chúng ta sẽ hợp thành khối bông nhé, chứ chúng ta không có lông dê các bạn ạ. À, dê bây giờ lông cừu bây giờ chỉ có cho thịt và cũng như là cho sữa sữa cừu thôi. Anh em có thể lấy sữa cừu bằng cách là cho cừu ăn mía, chứ cũng không thể lấy được lông các thứ đâu nha các bạn. Ok, để cho chế hình dung hơn thì mình sẽ chế cho các bạn một khối bông nhé. Bây giờ mình sẽ chặt cái bông này ra này, chúng ta có hai bông này, và các bạn có thể thấy rằng là đây là khối bông được tạo bởi hai quả bông, thì chúng ta sẽ tạo ra một khối bông như vậy, nó giống như là lông cừu ở phiên bản trước các bạn ạ. À, ok, nếu mà nói về cái sự bất hợp lý ở trong cái phiên bản sinh tồn đợt này á các bạn, thì về thức ăn là một trong những cái mà mình cảm thấy không thích nhất, tại vì tất cả các loại thức ăn á nó đều có chỉ số như nhau, tức là đều hồi 30 độ thể lực. Và đây là điều mà mình không thích chút nào. Nó sẽ không thể hiện được sự cân bằng giữa cái việc mà chúng ta sẽ tìm những cái vật phẩm thức ăn ngon hơn để tạo ra cái hồi thể lực cao hơn ha, mà mọi thứ đều như nhau hết, vậy thì mình chả quan tâm lắm là nó là thức ăn gì. Mình sẽ chỉ kiếm kiểu như là gà là mình cứ kiếm mỗi gà thôi, hoặc là thịt bò là thì mình cứ kiếm mỗi thịt bò thôi. Bánh mì cũng thế, tại vì nó cứ hồi độ đói là như nhau các bạn ạ. À, đây đều là 30 cả. Nói chung là đây là một điều mà không hay cho lắm. Kể cả súp canh cái thứ thì trông thì nó có vẻ thượng hạng, nó phải tốn thời gian nấu ấy, nhưng mà nó cũng chỉ hồi 30 độ đó, 30 thể lực. Nên là mình kiểu như mình không thích về điều này. Cái thứ hai là chúng ta mà khi mà các bạn sử dụng dưa hấu á, thì khi mà các bạn chặt ra một quả dưa hấu thì các bạn có thể chế được 5 miếng dưa hấu nhỏ. Đây như các bạn có thể thấy rằng là mình sử dụng một quả dưa thành 5 miếng dưa. Cái việc này dễ dàng hơn ở cái phiên bản trước rất là nhiều. Cái điều này á, nó sẽ khiến cho cái việc là các bạn sẽ chả thèm nhặt với quả khác nữa, các bạn chỉ trồng dưa thôi, tại vì dưa trồng khá là dễ ở phiên bản này, với lại là nó cho khá là nhiều miếng dưa, nên là các bạn ăn một lần là cũng ngang với cái quả quả táo dai hay là quả gì ở chợ trong khu rừng rồi. Chắc là nhiều bạn cũng thắc mắc luôn là anh ơi, làm sao có thể kiếm được địa hình núi lửa? Thì địa hình núi lửa thực sự là rất là khó kiếm, nó sẽ không có thể hiện ở ngay cạnh mà cái khu mà các bạn được tạo ra đâu. Các bạn phải đi một khoảng thời gian khá là xa đấy. Thì nó cũng tùy theo độ may mắn nữa, nếu như mà các bạn mà hơi đen thì đi khoảng tầm 10 ngàn block, còn hên hên như mình thì khoảng tầm 3-4 ngàn gì đấy là mình gặp rồi. Thêm một cái nữa là nhiều bạn vẫn hỏi rằng là anh ơi, vậy thì cái phiên bản cập nhật mới ấy, thì map của em nó có được cập nhật không? Câu trả lời chắc chắn là có rồi, chẳng lẽ lại không, đúng không? Các bạn sẽ vẫn phải đi xa xa một tí thì các bạn sẽ vẫn gặp những thứ nó sẽ update lên bình thường, nó cũng không gọi là mất map hay là không thể hiện, không xuất hiện các thứ, mà vẫn có bình thường nhá, vẫn đủ đầy đủ các thứ vật phẩm luôn, nên là các bạn cứ yên tâm mà chơi map cũ cũng được, không sao hết. Thêm một điểm bất hợp lý nữa mà mình cảm thấy hơi khó hiểu, đó chính là tại sao cái mũi khoan kim cương này trông có vẻ yếu hơn cả cái cây cây cuốc titan các bạn ạ. À, ừ thì cái mũi khoan là dùng để phá cái khối đá hắc diện thạch này đấy, nhưng mà cái hắc diện thạch này bây giờ đâu còn nhiều nữa đâu, nó chỉ gọi là lâu lâu thì nó xuất hiện ở cái khu đền rắn thôi, chứ còn không thể tạo ra tự nhiên, mà mình cũng chả cần phải thu thập cái đá hắc diện thạch này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái mũi khoan kim cương này nó có tác dụng gì lớn không nhỉ? Mình cũng không nhớ là còn cái vật phẩm nào mà để chúng ta sử dụng cái mũi khoan kim cương này để phá cả. Tất nhiên là ngoài việc mũi khoan kim cương này nó sẽ cho chúng ta phụ ma 5 dòng, thì
cũng khá là ngon đấy, nhưng mà về và gọi là điều chế các thứ thì nó khá là tốn thời gian, với lại cái thứ hai là sử dụng cái cuốc titan này cũng ba ô đảo cũng ok rồi, độ bền khá cao, và quan trọng hơn là cái kỹ năng của nó còn mạnh hơn cả cái kỹ năng của kim cương các bạn ạ. Nếu mà bạn nào chưa biết thì kỹ năng của cái cuốc titan này này nó còn thể hiện cái độ phá còn nhiều hơn nữa cơ. Mình sẽ cho các bạn coi ha. Đây, mình sẽ gồng cái cuốc titan lên và các bạn thấy không? Nó phải làm đến tầm 3 ô, 3 nhân 3 ô một khối vuông. Vậy thì mũi khoan sẽ làm được gì? Mũi khoan chỉ được có 2 ô thôi các bạn ạ. Nên là chưa rõ là cái công dụng chính của cái mũi khoan này ở trong phiên bản này thì nó có vai trò gì quá là cao không. Thì đây là tổng hợp tất cả những cái nội dung mà mình đã tìm kiếm được từ ngày hôm qua và đã chia sẻ cho các bạn ha. Thì về phần chính thì các bạn thấy rằng là bộ phim này như thế nào? Nó có triển vọng cao không? Nó có hấp dẫn lôi cuốn các bạn không? Thì hãy comment bên dưới nhé. Chắc là mình sẽ xin dừng clip ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái này. Và đừng quên để cho mình một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.